Tôi nghĩ đây là cửa hàng pizza duy nhất tôi thấy ngon từ khi biết đến và tất nhiên cũng là quán tủ của tôi nữa. Đảm bảo với mọi người pizza ở đây rất nhiều món đa dạng và cũng là ngon nhất tôi từng ăn luôn. Mà cũng lâu lắm rồi tôi cũng chưa được ăn nên tự nhiên lại thèm. Tôi cũng mới hóng được pizza ở đây cũng có mấy món mới nên hôm nay xách xe ra ngoài đường để đi ăn. Quán pizza mà tôi đóng họ suốt đó là Domino. Điện đường lên phố chơi tôi ghé ngay vào cơ sở tôi Yến Thành. Đi đâu thì đi nhưng mọi người cũng phải tuân thủ quy tắc 5K nhé. Phải ưu tiên sức khỏe của bản thân mình là trên hết. Đang hứng hở đi ăn thì nhân viên báo là chỉ có bán mang về. Tôi biết sao được nhưng không sao. Về nhà ăn cũng tốt mà cũng đảm bảo được sức khỏe. Nhân viên tư vấn cho mình combo hết mình và chiếu hết ý. Với được yêu đã giảm giá lại còn được tặng vé xem phim mà giá chỉ từ 279k lại thêm một bữa hơi to rồi trong lúc đợi đồ tôi cũng ngó được bảng này cũng hay nhìn nhân viên nhào nặn làm bánh mà thích cả mắt mà nếu mà cho khách tự làm bánh nữa là còn hay hơn nữa tưởng đứng đợi khá lâu ai dè 10 phút đã làm xong rồi mang pizza về nhà mà khó vẫn còn nghi ngút phần combo này thì gồm có pizza bánh xèo nhật một pizza hải sản một pizza sô cô la có cả mì ý và nước ngọt đi kèm mì ý mình đã ăn khá nhiều ở đây bảng phát mùi đặc trưng là ớt sa tế topping thì có rau củ tổng hợp phủ bên trên là lớp phô mai béo ngậy vị đậm đà món tiếp theo là pizza bánh xèo nhật ôi tôi thề cái bánh đó thơm hương vị của mùi cá bào nhân bên trong có hải sản tôm mực đều tươi ngon Tuy không to ăn chưa đã mấy nhưng mà vẫn đầy đạn nhân ăn kết hợp với phô mai mozzarella vị béo béo xong đế mỏng giòn ăn nhức nách ăn một miếng rồi làm một hộp Oca. ô nó phê ơi là phê pizza sô cô la làm loại đế mỏng ăn giòn rụng sô cô la được làm ở đây rất chuẩn đét thơm và ngon phần sô cô la mình thấy mềm ăn không bị cứng kẹp vào nhau vẫn còn tan chảy món này mình thấy phù hợp ăn kiểu trắng miệng thì siêu mờ lem pizza hải sản đậm nhân tôm và mực đế bánh được làm dày đầy đạn ăn đã miệng ứng ừ nhất phô mai đã béo ăn cùng với cả sốt le, đúng là chuẩn bài mà lần nào ăn pizza cũng phải gọi món này vì nó ngon uống cùng với cả nước ngọt đó, đúng là trên cả tuyệt vời